Xin chào, Minh Sùng xin chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng đến với chương trình Săn Đấu Ngôi Sao mùa 3. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ có 2 đội, 3 vòng thi đấu. Và điều đặc biệt là chỉ có một chiếc cúp thôi. Để xem đội nào sẽ may mắn mang chiếc cúp này về nhà quý vị nhé. Đầu tiên, hãy cùng với Minh Sùng gặp gỡ và làm quen với 4 vị khách mời đặc biệt tuần này. Xin mời. Với phần tranh tài của hai đội nghệ sĩ, diễn viên Quỳnh Lý, ca sĩ Trương Bảo Như, MC Lê Đình Minh Ngọc, ca sĩ Minh Sang. Dễ thương quá trời luôn, vậy đó ha. À, mấy bé bao nhiêu tuổi rồi mà sao năng động dữ? Bé vượt 5 chuỗi. Không, em không tin nha chị nha. Em biết chị nha. Em cứ để cho mấy đứa em nói chuyện không? Anh Sang là cũng như là cũng đầm thắm. Bởi anh đâu có dám nói. Thì bởi mấy đó đâu dám nói. Chị tôi xuống bông liền chứ. Dạ thôi, bây giờ mình ráp thành đội rồi. Hai chị em đi chơi với nhau. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Và đội của Quỳnh Lý và Trương Bảo Như có tên là Tình Tang. Là nó chưa hợp đã tan rồi đó anh. Không anh ơi, mọi người đừng có nghĩ chữ tan nó là tan rã. Chữ tan của em là có G. Tình tang. Quá là trời, quá đất rồi. Chưa bật mí chủ đề luôn á. Nha Minh thì cũng đã có tên rồi, cũng đã giới thiệu cái cảm xúc và từng thành viên. Dạ, xin được mời nhà đối thủ. Hôm nay bên đây có đội Tình Tang. Dạ. Tình bên mình đội gì ạ? Tình gì tình đây? Mình cũng phải là tình. Tình đi. Nhưng mà mình sẽ say tình. Bên đây Tình Tang, bên kia say tình. Và chủ đề của chúng ta tuần này đó chính là chuyện tình trong âm nhạc. Tên của đội này vô dễ sợ luôn đó. Tình Tang, okay. Thấy không? Dạ. Vô chủ đề quá trời luôn. Bây giờ mình có một cái bài hát nào mà nó ăn xăm với cái bài này không? Tình Tang được không? Tinh 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 tình tang tang tang. Cuộc đời mình như chiếc thuyền đang trôi, nó trôi bên bồng. Bên bồng. Đi tới Tokyo. Bắt tay chiếc dùng. Mặc áo kimono. Tokyo, Tokyo. Dù là dù chơi kimono. Đâu, kimono đâu? Thì ước ao vậy đó. Giống giống. Nhưng mà có cái tình tang là ok. Dạ đúng rồi. Vô chủ đề quá trời luôn á. Còn bên mình cũng phải đáp trả lại chứ. Tất nhiên rồi, bên kia hát như thế thì bên này cũng phải có một bài hát đúng không ạ? Có luôn hả anh? Có chứ anh. Anh hát một cái là em sẽ hát theo được liền luôn. Được bài này hả? Rất quen. Đã chốt đã lỡ yêu em rồi. Con tim em lỡ trao anh rồi. Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê. Em có hay không nào? Dạ có. Hay quá đẹp. Nói chắc là cũng bắt đầu khớp hợp hợp nhau nha. Hai đội chơi cũng đã sẵn sàng, cũng đã dành tặng cho tất cả quý vị khán giả những món quà âm nhạc đầu tiên. Chúng tôi sẽ còn nhiều món quà âm nhạc khác nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở ra tuần tự quý vị nhé. Vòng đầu mang tên gọi Nhanh Tay Lẹ Mắt. Vòng 1 Nhanh Tay Lẹ Mắt. Chân dung của một nghệ sĩ sẽ được ẩn sau 6 mảnh ghép. Có 6 câu hỏi gợi ý dành cho hai đội. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được cộng 10 điểm và lật một mảnh ghép. Sau khi các mảnh ghép được mở, đội nào trả lời đúng chân dung của nghệ sĩ bí ẩn sẽ được cộng 50 điểm. Và tất cả số điểm còn lại của các mảnh ghép chưa được mở, trả lời sai bị trừ 50 điểm. Quý vị thân mến, đây là vòng thi đấu khởi động mang tên gọi Nhanh Tay Lẹ Mắt. Nhiệm vụ của hai đội chơi nhấn cái chuông bằng cách là phải sử dụng nhanh cái tay, đúng không ạ? Dạ. Nhưng nhấn được chuông, giành được lượt rồi, chúng ta phải nhanh đôi mắt nữa để nhìn thật kỹ những gợi ý của chương trình và trả lời hoàn toàn chính xác từng mảnh ghép tương ứng với mỗi câu hỏi. Đây là một đoạn video clip cực kỳ rõ nét dành cho cả hai đội. Chúng tôi đã gói gọn lại một vài cái tên thôi. 3, 2, 1, hòa lên. Là cho coi chưa? Ủa? Sao chưa cho coi vậy anh? Không, anh nghĩ là mình coi rõ lắm rồi chứ. Là xong rồi đó ha. Là xong rồi đó. Xong rồi. Em chưa kịp bước lại trở nên coi luôn á. Mất lượt nha. Ok nha. Thôi bây giờ coi rõ không rõ thì cũng phải lướt qua cái đoạn này. Tại vì anh thấy mọi người ai tới đây cũng hoang mang bàng hoàng tới cái giai đoạn này cả. Xin mời 6 mảnh ghép gợi ý tuần này. Chúng ta sẽ có khẩu lệnh là hết mới được nhấn chuông. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Sẵn sàng thì hết ạ. Chúc mừng say tình. Mất lượt rồi. Ủa? Mời say tình lựa số. Hồi xưa là em chọn số 2 xong em trả lời sai. Bây giờ? Bây giờ em chọn số 2 lại em trả lời đúng không? 2. Em lấy cu mơ đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều
quanh năm mùa đông. Hãy cho biết đoạn nhạc vừa nghe nằm trong ca khúc nào. Chúng ta sẽ có ba gợi ý: A, thị trấn sương mù; B, còn chút gì để nhớ; và C, đôi mắt Pleiku. Trời ơi, 10 giây trả lời bắt đầu. Cái mình bỏ đôi mắt Pleiku đi, không thể nào mà Pleiku được rồi. Bài số 2 nghĩ cũng không đúng thị lắm. Thị trấn sương mù đúng không? Dạ. Yeah. Với lại còn chút gì để nhớ thì anh thấy cái thị trấn sương mù là hợp lý hơn. Dạ, yeah, đáp án A. Đáp án A. Dạ. Yeah. Là một đáp án chính xác. Nếu như đúng là mình phá bỏ lời nguyền. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hay liền. Nếu như sai là mình lặp lại lần hai chỗ đó. Và đây là một đáp án sai nha. Người ta dọn đường sẵn cho mình rồi. Đúng rồi. Dạ. Giờ sao? Nói giờ gì chỉ nữa? Có chọn thôi. Ừ. Quá đơn giản. Bây giờ mình phân tích nhẹ cho đội bên kia sợ nữa nè. Dạ. Ví dụ như đôi mắt Pleiku là mình hát nè. Giờ mình chứ mình hát luôn nè. Đôi mắt Pleiku biển hồ đây. Đó như vậy đúng không? Chính xác. Đó không phải bài đó rồi. Đúng không phải đâu. Đúng. Mình chọn phương án B. Hay. Đúng. Phải vậy chứ. Chúc mừng. Đáp án chính xác của chương trình là còn chút gì để nhớ. Chúng ta sẽ có 10 điểm kèm theo đó là ô số 2. Mở. Wow, rõ nét quá kìa. Mình thấy có cái nón lá nha. Có nón lá, có áo dài nha. Mình thấy một dải lụa nữa, quê hương nè. Bây giờ mình có đoán được không? Tại vì em nghĩ mới câu đầu tiên sao đoán được. Dạ đúng chơi rồi tiếp chứ hả? Dạ. Chơi tiếp đi anh. Chơi tiếp nha. Hết. Ủa, lẹ vậy anh? Đang nói chuyện luôn á. Cho hỏi là trong khi mà bên đây người ta đang làm công chuyện thì bên kia là làm công việc ngoài giờ. Hay đang say tình đó, ở bển đang say tình ghê. Đang suy luận về cái bức hình đó. Yeah. Chưa tới lượt mình mà, để xíu tới lượt đi đã. Số 4. Xin mời mảnh ghép số 4, chúng ta sẽ có đoạn video clip gửi sau đây. Chiều về chậm chậm trong hiu quanh trên cành bao tơ liễu kéo nhau chạy xuống. Hãy cho chúng tôi biết đây là ca khúc gì. A, hồn trinh nữ; B, chiều buồn không em; và C, em đã đi. 10 giây bắt đầu. Trong bài hát vừa câu cuối á, là nó sẽ có là người trinh nữ ấy đã xa lìa cõi đời, thì em nghĩ đây là phương án A. Hồn trinh nữ. Dạ, yeah, hồn trinh nữ. Dạ. Yeah. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Và với việc trả lời đúng câu này, chúng ta có thêm 10 điểm nữa. Ô số 4, mở. Wow. Ê, có một phần vai. Ê, một phần vai nha. Cái gu ăn mặc này là quen lắm nha. Quen nha. Quen nha. Dạ. Yeah. Áo dài tím nha. Hơi xanh xanh tím tím. Dạ. Yeah. Chưa tìm ra được. Chưa đâu. Tìm ra. Thôi mình sẽ chơi tiếp. Dạ đúng nha. Yeah. Bây giờ sẽ là lượt mới. Khấu lệnh gì bấm ạ? Hết. Đúng. Nhưng anh đâu, anh chưa nói mà. Quỳnh Lý nói. Nhưng mà có chữ hứa là được. Sao phải là anh nói hết thì mới bấm. Chúc mừng, lại là em nữa. Hay quá vậy trời. Xin mời say tình. Anh chọn số 1. Số 1. Xin mời đoạn phim clip gửi. Nàng đã chốt yêu yêu một chàng một chàng. Đoàn nhạc gửi đã kết thúc. Đây là ca khúc chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi, một sáng tác của Hoàng Thi Thơ. Hãy cho biết từ còn thiếu trong đoạn nhạc vừa nghe là gì? A, chàng nghệ sĩ; B, chàng ca sĩ; và C, chàng thi sĩ. 10 giây bắt đầu. Cái chàng đó đó anh. Dạ, chàng thi sĩ đi. Thi sĩ. Thi sĩ à? Đúng không? Ừ. Nó vàng quá em, tự nhiên em bị hoang mang. Bên đó đang diễn đó, mình phải vững. Mà đó là thi sĩ ạ. Sai ạ. Ủa? Sao mà gan vậy? Sao gan vậy? Ủa? Mà tôi lo nha. Hai người đều là ca sĩ hết luôn á. Mà nãy giờ trả lời trật lất từ đầu tới cuối. Nó là ca sĩ mà lại nhiều lúc nó thế đó. Thiệt á, tôi tức quá. Khó. À mà nhiều khi nhớ. Nhớ cái lời quên cái tựa, và đôi khi nhớ cái tựa quên cái lời, mình không cần bấm nữa. Cái quyền thuộc về mình rồi. Bây giờ là mình còn chàng nghệ sĩ và chàng ca sĩ. Xin mời. Nghệ sĩ. Nghệ sĩ. Nàng đã chốt yêu yêu một chàng, một chàng nghệ sĩ. Hay quá. Vậy thôi. Vậy thôi, nhỏ nhẹ. Đơn 10 nhẹ. Điểm nữa. Đó. Chúc mừng. Nàng đã chốt yêu yêu một chàng nghệ sĩ.
số 1. Xin mời. Ủa? Đắt giá đó chứ. Được bông mà. Bông lúa đều đó chị. Yeah. Thì có nghĩa là hát dòng nhạc trữ tình, dân ca đồ. Câu hỏi của em đặt ra là bên đội bên kia chơi chưa? Anh ơi, trong tất cả các mùa của chương trình mình á, có bao giờ có đội nào mà kết thúc vòng 1 không có điểm nào không? Nhiều em. Nhiều vậy mình không phải là duy nhất rồi không sao? Mà ba ô còn lại lật lên là nguyên dàn đèn đây nè. Ba ô. Hên xui chị ơi. Bên đây đang có lượt trả lời, mình có muốn trả lời không hay mình chơi tiếp? Dạ. Chưa đoán thông tin được. Không có thêm được cái gì cả. Câu số 4 là sẽ có thêm thông tin gợi ý nếu như mình có lượt. À, wow. Hay hay à. Vậy mình chơi tiếp không ạ? Dạ chơi tiếp chứ ạ. Chơi tiếp thì chơi nè. Đó, ừ. Thì chỉ chơi sao ba bấm được. Phải là cái chữ đó rồi mới bấm được chứ. Hết. Chúc mừng tay tiền. Ráng trả lời đúng nha anh, nãy giờ quê quá. Bấm hoài luôn á mà chưa đúng câu nào. Ráng lựa vô cái ô nào đi câu dễ. Dạ. Số 5. Như màu điên điên say mê vàng trong ánh mắt giống gì gỗ chân trót thương tình nghĩa vợ chồng nên bông điên điên nở cho lòng vẫn vương tình thương em khó mà lường. Câu hát tiếp theo trong đoạn nhạc gửi trên là gì? Giới màu điên điển say mê. B. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa. Và C. Hò ơi ơi hò chồng xa em khó mà về. B với C. Quán thu xì. Quán thu xì đi. Ai B ai C? B C. Ai thắng là của người đó. Rồi okay, xin mời. 1, 2, 3. Và C. C. C là một đáp án. Vỗ tay lên. Sai. Buồn nào hơn đêm nay. Buồn nào hơn đêm nay. Tôi thương em tôi. Tôi thương anh tôi quá. Anh giỡn thôi đúng không? Thật sự cái gì giỡn giỡn. Chứ là sắp tình hình không dám giỡn mấy vụ này luôn á. Đáp án mà là chuẩn xác nhất. À một lần nữa. Đội mình không cần phải bấm chuông. Dạ đúng rồi. Đội mình không cần phải chọn. Đội mình không cần phải loại trừ. Còn hai cái luôn á. Lựa giùm em. Thiệt ra hai câu đó đều hát đúng luôn á. Hát đúng hết. Nhưng hát đúng hết. Nó có đúng với cái đoạn gửi nãy không? Đúng rồi. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa. Nếu sai mình ghép này khóa vĩnh viễn. À chồng gần không lấy em lấy chồng xa là đáp án cũng chưa tự tin 100%. Đúng rồi nhưng nó đúng. Em khó mà chồng gần không lấy em lấy chồng xa giờ đây. Hoàn toàn chính xác, chúng ta có 10 điểm nữa. Ô số 5, hy vọng sẽ là một phần nào đó của khuôn mặt để mình dễ đoán hơn. Dạ đúng rồi. Xin mời. Ôi đừng có cái bóng đèn luôn. Lại là đèn và... Cây dừa, từ câu số 4 sẽ có thêm gợi ý dành cho mọi người để dễ đoán hơn. Đây là ca sĩ mà quê hương ở Pleiku. Giống như câu thứ nhất, chúng ta mở ra một bài hát về Pleiku. Ca sĩ nữ nha, nhìn là thấy nữ rồi nè. Hát dòng nhạc quê hương. Hát dòng nhạc quê hương. Mà quê ở Pleiku. Mấy ai đâu. Chơi tiếp đi, còn có 2 ô à. Chơi tiếp luôn đi, còn 2 ô à. Chơi hả chị? Chơi luôn. Chơi đi. Câu này tôi bày ra giữa để cho nó công bằng. Dạ. Chứ để mất công mọi người lại nói tôi thiên vị. Dạ, chứ bên kia 40 điểm rồi đó. Thì bên đây cũng chưa có gì hết. Mình đã quyết định mình chơi tiếp là mình phải tập trung vô. Được chưa? Không, mình đang bị học cái phong cách của câu số 2 không sao, không sao. Chị không cứ sao. Chọn đi rồi em sẽ ghi điểm. Xin mời, tay tình. Chọn số 6 đi hỉ. Dạ, đằng sau bên ghép số 6 sẽ là câu hỏi như sau. Trong bài hát Linh Hồn Tượng Đá, một sáng tác của Lê Minh Bằng, đoạn kết của bài hát chàng trai đã mong ước điều gì? Có 3 gợi ý nha. A. Gặp lại lần nữa. B. Gặp lại lần sau. Và C. Gặp lại lần thứ hai. Em nói thiệt nha, là nãy giờ em trả lời không có đúng câu nào. Thôi thì anh xin xác làm tay anh đi. Bây giờ em nhường cho anh đúng không? Em nhường luôn. Theo anh thì nghĩ là lặp lại lần sau đi ha. Sau lần thứ hai nữa mày không được lần thứ ba nữa thì sao? Dạ. Anh nghĩ là gặp lại lần sau. Chốt không ạ? Chốt. Chúc anh may mắn lần sau. Sai nha.
Dạ, một lần nữa tôi không biết hôm nay nhà mình đi chơi mà có gửi gắm về nhẹ gì bên kia hay không, mà bên kia cứ đẩy điểm ở bên đây không à. Lần nữa lần sau thì nghe nó cũng bình thường, tự nghe lại lần hai nghe nó hay ngộ ngộ, cho nên chọn lần hai. Chọn lần hai kệ. Trời ơi là trời đó, tôi không hiểu lý do vì sao. Anh ơi sai nữa đi anh. Đó là một đáp án chính xác. Gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Đây nè, để nói cho mà nghe, chưa có một lần nào trong cái lịch sử của sàn đấu ngôi sao mà mở ra 5 câu đúng hết 5 câu. Đây là lần đầu tiên. Chúc mừng. Quá trời dữ vậy. Chưa có một đội nào mà mở ra 5 câu sai hết 5 câu. Liên tiếp luôn anh. Liên tiếp đây là một cái dấu ấn mới. Dạ. Mình còn lại chơi mà phải có một dấu ấn mới. Vì chính xác mình có 10 điểm, ô số 6 mở. Rõ lắm nha. Tất cả những gợi ý của chúng tôi đã rõ ràng quá rồi. Ô cuối chơi luôn đi. Em cũng nghĩ vậy. Duyệt. Duyệt không ạ? Chọn trả lời nha. Dạ xin mời ạ. Ca sĩ Phi Nhung. Ca sĩ Phi Nhung. Bởi vì thứ nhất là chị Phi Nhung có hát bài Bông Điên Điển. Có liệt quý quán chị Nhung thì mình tại chị nhớ chị hơi cái nét like mình bị phân vân một chút, nhưng mà có thể là chị ở tay cù. Dạ. Mà thì cái tay phồng phồng, cái áo một cái tay phồng phồng, cái cách tay. Thật ra là cái bên này thì như không phân vân, nhưng mà nhìn cái cách tay áo và cái micro cầm cái tấm hình thứ 6 thì như có khoảng 80% tự tin đó là cái phần em body một phần vậy của chị Nhung. Dạ. Tôi cũng rất là vui khi lần đầu tiên có một đội chơi thắng toàn tập. Chúc mừng. Cho nghệ sĩ danh tuần này thật sự có quá là nhìn sao bé Ngọc. Em không cần phải nhìn lại. Hiện tại thì chúng ta sẽ được chúc mừng cho một đội đã chơi qua hết vòng đầu tiên của chương trình mà không có gì say tình. Dạ tụi em say quá chưa tỉnh. Và vỗ tay nhiều hơn nữa cho một đội chơi lần đầu tiên thắng toàn bộ số điểm ở vòng 1, 110 điểm. Và sẽ được mời hai đội chơi. Chúng ta sẽ tiếp nối với vòng 2 của chương trình mang tên gọi Ngôi Nhà Của Sói. Vòng 2 Ngôi Nhà Của Sói. Mỗi đội phải lần lượt trả lời 3 câu hỏi bằng cách đi đến mở cánh cửa tương ứng với đáp án mình chọn. Trả lời đúng được cộng 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Nhưng người chơi phải chạy thật nhanh, nếu sói bắt được thì đội đối thủ sẽ được cộng 20 điểm. Quý vị thân mến, đây là Ngôi Nhà Của Sói, vòng thi đấu thứ hai dành cho cặp đôi kỷ lục Guinness của chương trình. Thật sự là như vậy, mới vòng 1 thôi 110 điểm, ai mà muốn chơi với mấy người nữa, thiệt luôn á. Sói ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta như sau. Trong bài hát Hương Thầm, chùm hoa bưởi đã được giấu ở đâu? A. Khăn tay. B. Ba lô. A. Khăn tay. B. Ba lô. Trời ơi. Trời ơi. Anh không ra cứu đồng đội anh vậy? Sao đi trốn vậy? Công chúa bay. Thôi quýnh mạnh quá không dám vô. Sống một trường hoa sau chiếc khăn tay, cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm. Với việc trả lời sai chúng ta không có điểm và sói vật được mình xuống mà. Sói có 20 điểm, chúc mừng. Có điểm số đầu tiên rồi. Và bây giờ sẽ là lượt 2, xin mời video clip gợi ý. Nàng đôi áo
mà em đổi ấy đoạn nhạc kỹ. Đây là bài hát Tình Cờ Gặp Nhau, một sáng tác của Trần Quang Lộc. Hãy điền vào cái đoạn còn trống nhưng mà có tới hai từ lượt nha. A, nửa thương nửa sầu. B, nửa thương nửa buồn. Hồi Lý, vô. Em ra cái bao đó, gì ra cái gì? Em ra nhường cho em luôn đó. Nhường em luôn hả? Nhường em luôn đó. Em không được trốn tránh trách nhiệm nữa. Bây giờ sẽ là lượt của em. Chính xác. Chị ảo thuật ta. Trời ơi, anh còn dí em nữa kìa. Không dám đâu, thật sự gây nhiễu loạn thông tin. Dạ, câu A là đoán đúng mà. Nàng đổi A mà em đổi ấy áo trên đầu. Nửa thương bên nó thì thương, nửa sâu bên kia ơi hơi nàng. 20 điểm nữa dành cho đội mình. Bây giờ sẽ là lượt cuối cùng, xin mời vị đọc clip. Mình cũng thương nhau như những người thương nhau, mình cũng xôn xao khi mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau. Khi tự nhiên có con đàn chim én bay ra, đúng rồi. Bây giờ mình phải điền vô ổ trống nó trong ca khúc Tình Đẹp Hậu Giang, một sáng tác của Trần Thiện Thanh. Câu A, nắm tay lần đầu. Câu B, gặp nhau lần đầu. Ê, cái này em biết, để em. Không được xây không? Để em. Chào em luôn. Anh Minh Thu. Anh đã. Làm sao anh có thể thoát được nữa? Diễn dễ sợ luôn. Hay quá. Đây chứ đâu. Đây chứ đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Anh ơi, đè nó luôn, đè nó luôn. Nó chạy bây giờ. Mình cũng thương nhau như những người thương nhau, mình cũng xôn xao khi nắm tay. Sao đồng nam cũng em hỗ trợ đồng đội. Mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau. Tôi tiếc, thứ nhất ở đây là vì lựa chọn phương án sai. Và tôi tiếc ở đây nữa là bên đây dòng một chơi người ta không có gì rồi cho nên người ta bất chấp lắm. Dạ, lượt nào cũng ra một cặp. Dạ, đúng rồi. Chứ không phải một người nữa. Sai. Cho nên bị sói quậm thì cũng bị bên đây đánh phục thù nha. Bắt được con mồi cho nên sói có 20 điểm nữa. Yeah, có điểm rồi anh ơi. Có điểm rồi và tổng số điểm qua lượt thứ nhất này say tình 40. Yeah. Tình tan 130. Yeah. Và bây giờ sẽ là lượt hoán đổi để xem đội say tình của chúng ta có thêm nhiều điểm nữa hay không. Xin mời. Quý vị thân mến, đây là lượt chơi của đội say tình. Bây giờ là mình phải làm sao để ẩm trọn 3 câu đúng nha. Dạ. Chứ nãy giờ là sai hết từ đầu tới cuối là em lo lắm. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ nhất. Xin mời video clip kỹ. Em xin lỗi biên tập, clip bị hư rồi ạ. Clip có mình bị hư mở lại đi. Nhờ clip hư cho nên mới có thử thách đó chứ. Hãy dự đoán xem bài hát này tên gì. A, chồng xa. B, thương lắm mình ơi. Xin mời. Con sói trong kia là cũng hận anh lắm rồi. Hồi nãy vật mấy lần người ta rồi đánh người ta. Ráng mà lựa vô con sói. Anh chuẩn bị tinh thần chạy rồi. Ok. Nếu mà thấy con sói là anh chạy liền. Ủa là sao vậy? Chơi chưa vậy?
anh Sang mới chạy lên đây chứ ai anh chạy gì đó là Phạm Huy. Anh chạy lên rồi mà. Đây em nhảy lên nhảy nè. Nhảy lên lên đây. Rồi thôi mình gót anh hiểu không? Anh mới dạy anh nhảy anh mới gót anh hiểu chưa? Chưa là cô B đó. Cho em hỏi nè, yeah. Điểm người ta nói chuyện 150 điểm có muốn dơ cờ trắng thua non không? Không, mình chơi mình thua non thì mình biết là mình sẽ thua đó, nhưng mà vẫn phải chơi. Mình còn vòng thứ ba nữa mà. Vâng, đúng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi như sau: trong bài hát Anh ở đầu sông em cuối sông, bài này em biết, một sáng tác của Phan Huỳnh Điểu. Dạ biết luôn. Hãy cho biết con sông được nhắc đến trong bài hát này là con sông gì? Câu A Vàm Cỏ Đông, câu B Hàm Luông. Một cửa thôi, không được hai cửa. Không cần chạy đâu em, không cần chạy. Thấy bà Ti cũng chạy rồi, tức kỳ chạy dữ vậy. Anh ở đầu sông, em cuối sông, buông chung dòng nước Vàm Cỏ Đông. Xa nhau đã chín ba mùa luôn, gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát ngát chân trời miền Nam, tìm tình yêu tìm cả giấc mơ. 60 rồi, có điểm là bắt đầu có cơ hội. Bây giờ sẽ là lượt cuối cùng, xin mời video clip. Dạ biên tập ơi, chưa play, play lộn chỗ mà play lại đi. Không, nhờ play lộn chỗ cho nên chúng tôi mới có cái sự thách đố. Dạ. Anh nữa hả? Cho hỏi đây là bài hát gì? Mình dự đoán thôi. Thì đã nghe em những cái tiết tấu rồi có những cái âm thanh của sáo trúc này kia. Đó. Câu A, Tình Thắm Duyên Quê. Câu B, Chúc Kỷ Niệm Buồn. Em đoán đây là một bài dân ca nè. Tình Thắm Duyên Quê, Chúc Kỷ Niệm Buồn, không có bài nào dân ca. Nhưng mà cái vấn đề là nhạc bùm bùm rất là vui. Tình Thắm Duyên Quê nó vô chứ anh. Nhạc vui nha, mà có hai người ca sĩ đứng rồi. Thế em nào chọn A đúng không? Em là em chọn A đó. Thì anh chọn có... B. Ủa sao anh không tin em xuống nào hết? Thiệt, bây giờ cả thế giới quay lưng với em rồi. 1, 2, 3. Chính xác, chúc mừng. Chiều nào anh với em nép bên thềm mưa hai đứa xem. Dù đôi ta mới quen chút kỷ niệm nhưng em khó quên. Hey, ủa? May quá anh không tin em. Không tin là đúng. Mình đừng đồng lòng thì mình sẽ thắng. 20 điểm nữa cho đội Say Tình. Đang bắt đầu cân sức cho mọi người nha. Tổng số điểm của hai đội qua hai vòng thi như sau: Say Tình 80, tình 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 tăng 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 tình 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 tăng, các bạn có 150 điểm, gấp đôi thôi mà làm gì dữ hả? Nhưng 30 chưa phải là Tết, đúng không? Chúng ta còn một trận nữa ở vòng 3 thì làm sao biết được đội nào thắng, đội nào thua? Phải chơi mới biết. Dạ, vòng 3 mang tên gọi đặt cược. Vòng 3 đặt cược có 3 câu hỏi. Trước mỗi câu hỏi, hai đội chơi phải bấm chuông để giành quyền đặt cược. Trả lời đúng được cộng thêm số điểm bằng với số đã đặt cược. Trả lời sai sẽ bị trừ số điểm đặt cược. Và đội đối thủ được quyền trả lời. Trả lời sai không bị trừ điểm. Trả lời đúng được cộng số điểm mà đối thủ đã cược. Quý vị thân mến, đây là vòng 3 của sàn đấu ngôi sao mang tên gọi đặt cược. Và ngày hôm nay điểm số hiện nay cũng đang chênh lệch với nhau gần như là gấp đôi. Nhưng chúng tôi sẽ có tới 3 lượt đặt cược. Mỗi lượt mọi người sẽ giành quyền đặt cược bằng cách bấm chuông sau khẩu lệnh bắt đầu.
Đặt cược thấp nhất là 10 điểm, cao nhất toàn bộ số điểm mình đang có. Nếu như trong quá trình tham gia 3 lượt đội nào về không trước thì dừng luôn cuộc chơi, đội còn lại có điểm sẽ là đội chiến thắng. Và trải qua 3 lượt đội nào có điểm số cao hơn đội đó sẽ là đội mang chiếc cúp về nhà. Lại tiếp tục cuộc đấu thôi. Có câu hiệu lệnh gì không anh? Bắt đầu á. Tuyệt vời. Rút kinh nghiệm đúng không ạ? Xin mời đội nhà mình say tình sẽ đặt cược bao nhiêu điểm ở lượt thứ nhất? Mình chơi là phải chơi hết. Không em. Ủa? Dữ vậy, chơi lớn vậy. Đội mình chơi 70 điểm. 70. Nếu thắng là 150 bằng nhau. Dạ đúng rồi. Wow. Nếu thua vẫn được chơi tiếp em. Nếu thua còn 10 điểm thôi. Với việc đặt cược 70, chúng tôi sẽ có câu hỏi sau đây. Hãy cho biết câu hát đầu tiên trong bài hát Kiếp nào có yêu nhau là câu hát gì? 15 giây trả lời bắt đầu. Đừng nhìn anh nữa em ơi. Mình chốt đáp án giùm em là chốt đáp án đừng nhìn anh nữa em ơi. Và đây là một đáp án. Chắc còn 10 điểm quá. Thôi mà, mình đúng mà. Chính xác chú ơi. Anh nữa xanh đã phai rồi, hương trình đã tan rồi. Đừng nhìn anh, đừng nhìn anh nữa em ơi. Đôi mi đã buông xuôi, môi son một bài hát rất hay. Dạ, Kiếp nào có yêu nhau, nhạc Phạm Duy, thơ Hoài Trinh. Và có lẽ như tới giây phút này cuộc đấu mới bắt đầu. 150 đều. Lượt 1 đã kết thúc, chúng ta sẽ đến với lượt 2. Bắt đầu. Chúc mừng Tinh Tàng. Quá, chuyến này mình phải chơi lớn tất tay thôi chị à. Mình chơi nhỏ người ta kêu mình chơi dơ. Em cược 20 điểm. Thôi cược hơn đi. Đủ thắng là được rồi. Em ơi, em nói ra câu đó xong em có thấy ai phản ứng gì không? Bắt tay mà 20 được hả? Bên anh nhạc đồ không yêu thích điều này ha. 50 đi. Bao nhiêu ạ? 50. 50 điểm. Và câu hỏi như sau. Trong bài hát Tình đẹp mùa chôm chôm, một sáng tác của Giao Tiên, cô gái làm nghề mua bán chôm chôm, vậy chàng trai trong bài hát này làm nghề gì? 15 giây trả lời bắt đầu. Đi làm ông giáo. Làm ông giáo. Lý ơi, em có... Ủa, phải không? Em không biết câu này. Biết gì cược 100 điểm. Không biết câu này, không biết câu này. Biết vậy cược 100 điểm và đây là một đáp án chính xác. Nghèo vẫn tê tìm mua lại mình như thế, anh đi làm mong giáo và em mua bán chơi. Rất hay, cuộc đấu ngày hôm nay cũng rất tuyệt. 150 và 200. Lượt này sẽ được quyết định cuối cùng xem đội nào là đội chơi chiến thắng. Chúng ta sẽ cùng nhau hòa trống âm nhạc rùng rợn của chương trình và khẩu lệnh của tôi sẽ phát ra một cách bất kỳ lúc nào thì đó, mọi người chỉ cần nghe cái từ đó là bắt đầu bấm. Mình cược bao nhiêu ạ? Em đã hơn đội kia 50 điểm. Em sẵn sàng cược lớn với đội kia luôn. Wow. Nè lớn hay lớn thiệt lớn. Nha. Thiệt sự lớn. Chắc lớn nha. Chắc chắn lớn luôn chị. Em cược 40 điểm. Chúng tôi ồ là đúng nha. Ra đây ồ là đúng nha. Ồ mọi người sao vậy? Tôn trọng quyết định. Rồi. Mời. 40 điểm. Câu hỏi của chúng tôi sẽ có một đoạn video clip sau đây. Và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu chân gian bao la đến đâu, nơi anh là nhà. Em biết bài này.
ca khúc Ngày Chưa Giông Bão, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Hãy cho biết ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vừa trình bày đoạn nhạc gợi ý trên, thì câu hát tiếp theo sẽ là gì? Nơi anh là nhà. Đúng rồi đó, chưa bị ngắt rồi. Dạ. Khi anh qua thung lũng và bóng đen ghi bàn chân. Chưa. Cho em một cái ngắn gọn xúc tích thôi, câu trả lời là gì thôi. 3, 2. Nơi anh là nhà. Và đó là một đáp án. Chính xác, chúc mừng. Như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Tự do như mây vàng, mình phiêu du non ngàn. Dẫu chân gian bao la đến đâu, nơi anh là nhà. Em hát dữ lắm á. Ngày hôm nay quá tuyệt vời. Yeah. Bữa nay có 150 điểm mà sao vẫn buồn vậy? Cái câu chuyện á là đặt tên chi mà say tình rồi say hoài không tỉnh. Okay. Mà có loại tình tan thôi nghe rất là hồn nhiên. Cứ thế mà chơi thôi. Dạ. Thì cứ thế mà may mắn từ vòng đầu cho tới vòng cuối luôn. Tới cái câu cuối cùng mà còn hơn mà. Cho nên chúng tôi sẽ được trân trọng thông báo với tất cả quý diễn giả là đội chưa may mắn chiến thắng có điểm số cao quý vị, 150 của chúng ta. Và đội chiến thắng ngày hôm nay 240 đội. Quý vị, trong giây phút long trọng này đây, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả những nghệ sĩ đã tham gia chương trình lần này. Ủa? Và cũng không quên MC tiệc cưới hả? Chúc mừng tất cả mọi người, chúng ta đã hòa chung một chương trình game show thật vui, thật hấp dẫn. Đó là trận đấu ngôi sao. Còn bây giờ Minh Xù, các nghệ sĩ xin chào và hẹn gặp lại.